Chào các bạn, trong bài trình bày này tôi sẽ hướng dẫn cách tạo từ điển đa ngữ Multi từ file Excel có sẵn. Thông thường trong công tác dịch thuật, các biên dịch viên thường tạo ra một file từ vựng, lưu lại các từ cần ghi nhớ, từ mới, từ chuyên ngành. Có nhiều khi chúng ta nhận bài dịch từ khách hàng và khách hàng rất cẩn thận gửi cho chúng ta danh sách thuật ngữ để trong khi dịch chúng ta không tạo ra những biến thể có thể làm bài dịch khó hiểu. SDL cung cấp một công cụ rất hữu ích, đó là multi -term Convert Để nhập một số định dạng file vào từ điển đa ngữ multi -term. Đây là một file từ vựng tạo ra bằng Excel Tôi có tổng số trong file này là 1853 từ Mỗi lần mở file ra để tra từ Chúng ta phải lọc theo chữ cái ABC Hoặc dùng tính năng tìm kiếm Find của Excel Thêm vào đó tôi lại có hàng trăm file như thế này. Như vậy công việc tra từ rất vất vả. Tra xong lại phải copy, dán vào bài dịch. Sau khi dán xong nhiều khi lại phải định dạng hoặc là chuyển chữ hoa, chữ thường, vân vân. Multiterm 2011 cho phép kết nối trực tiếp với SDL Tarot Studio và tự động hiển thị khi gặp từ có trong Multiterm. Mặt khác, nếu đặt ở chế độ bỏ case sensitive, có nghĩa là không phân biệt chữ hoa, chữ thường, thì gần như chúng ta không cần quan tâm đến việc phải chuyển đổi chữ hoa chữ thường trong bài dịch nữa. Để tạo multi term từ file excel trước hết chúng ta cần sử dụng công cụ chuyển đổi multi term, đó là multi term convert. Chúng ta khởi động multi term convert bằng cách vào start all programs SDL SDL multi term 2011. Chọn SDL Multi-Term 2011 Convert. Tại màn hình này, chúng ta bấm Next. Chọn New Conversion. Next. Màn hình 3 trên 7 hiển thị các định dạng. Có thể chuyển đổi sang từ điển Multi-Term. Chúng ta chọn Microsoft Excel Format. Next. Chúng ta nhập file Excel vào đây. sau khi nhập bấm Next. Tại màn hình 5 trên 9, chúng ta chọn Index Field là các trường ngôn ngữ cho các trường tương ứng. Ở đây tôi chỉ có hai trường, đó là tiếng Việt và tiếng Anh. Từ máy tính tôi chọn Index Field là Vietnamese. Từ Computer tôi chọn Index Field là English. Bấm Next. Màn hình này chúng ta cũng chỉ cần bấm Next. Next. Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc chuyển đổi. Để tạo một sở thuật ngữ mới sử dụng các từ vựng vừa chuyển đổi, chúng ta sẽ vào Start, All Programs, SDL, SDL MultiTerm và mở SDL MultiTerm 2011 Desktop. Chúng ta tạo một từ điển mới bằng cách vào TermBase, Create TermBase. Tại màn hình save new term base chúng ta đặt tên cho term base này. Term base wizard xuất hiện, chúng ta bấm next. Tại đây chúng ta sẽ chọn load an existing term base definition file. Và chọn đến file có định dạng là xdt. Next. Tên cơ sở thuật ngữ chúng ta đặt một tên dễ nhớ cho cơ sở thuật ngữ này. Tại phần miêu tả chúng ta không cần nhập bởi vì nó là lựa chọn. Copyright cũng thế, cũng là tùy chọn. Bấm Next. Tại phần Index Fields, chúng ta chọn English là ở đây có từ computer chúng ta đặt tên cho trường này chọn đặt tên là trường này là English và trường này thể hiện đây là tiếng việt tôi sẽ đặt tên đây là Vietnamese và bấm next chúng ta không có trường miêu tả nào nên chúng ta bấm next tại phần cấu trúc mục từ chúng ta cũng không cần gì phải cấu hình chúng ta bấm next và finish như vậy chúng ta đã tạo một từ điển multi term tuy nhiên là chúng ta thấy không có từ nào cả để nhập từ vào chúng ta vào catalog click chuột phải vào import và chọn process Tại phần process chúng ta vào browse và chọn file có định dạng mtf.xml. Bấm next. Tại validation setting chúng ta nhập file để loại bỏ những mục từ không phù hợp với định nghĩa chúng ta đưa ra. Và file này có định dạng là XCL Có nghĩa là exclude Lúc này phần mềm sẽ xử lý và nhập các từ từ file XML vào trong từ điển multi-term. Sau khi đã xử lý nhập 100% chúng ta bấm Next và finish. Bây giờ chúng ta đã có một từ điển multiterm mới. Từ điển này có thể tra cứu với những tính năng công nghệ không kém bất kỳ những từ điển thông thường nào. Ví dụ như là chúng ta có thể đổi ngôn ngữ tra cứu tiếng Việt, tiếng Anh. Hay chúng ta có thể dùng từ điển này để tra cứu. Chúng ta tra từ credit à có rất nhiều từ ở đây. cash Chúng ta có thể tra từ điển Việt Anh. Chúng ta có thể dùng wildcard Chúng ta có thể dùng thẻ lọc. Thêm vào đó, chúng ta có thể kết nối với studio để thuận lợi hơn cho công tác dịch thuật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.